Xin chào tất cả các bạn. Mẹ Phương rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Là Muốn Nói. Chắc hẳn nói đến ngày 8 tháng 3, bạn nào cũng biết đến ngày lễ đặc biệt này phải không nào? Có biết bao tình cảm nồng đầy được các bạn nhỏ viết thành những lời tâm sự gửi tới bà, gửi tới mẹ, gửi tới các cô giáo đang luôn bên cạnh dìu dắt chúng ta. Hôm nay, chương trình Là Muốn Nói sẽ dành cả thời lượng để tôn vinh những người phụ nữ nhân ngày đặc biệt này. Bạn Minh Hằng có gửi tới chương trình: "Con rất biết ơn mẹ, mẹ chăm sóc cho con mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, mẹ thường buộc tóc cho con và đưa con đi học. Mẹ thường nấu cho con rất nhiều món ăn ngon. Và em, mẹ còn chăm sóc cho chúng con mỗi khi con bị ốm. Con rất biết ơn mẹ." Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày chồng mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra còn. Từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Bà Quỳnh Chi xúc động mỗi lần nhắc về bà. Đã lâu rồi con không được về thăm bà. Con cảm ơn bà rất nhiều vì bà đã nuôi con từ nhỏ đến bây giờ. Con rất yêu quý bà. Bạn Mai Phương muốn nhờ chương trình gửi lời cảm ơn tới cô giáo. Em rất trân trọng những điều cô đã làm cho chúng em. Cô đã dạy em những nét chữ đầu tiên. Em rất yêu quý cô. Về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, ru hơi ru cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hai cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn. Trở về nơi tôi sinh ra, có rất nhiều những lời tâm tình của các bạn nhỏ, nhưng thời lượng của chương trình đã sắp hết rồi. Chúng ta hãy dành những tình cảm đẹp nhất để tôn vinh những người phụ nữ các bạn nhé. Còn bây giờ, chương trình xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.